Dạ, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em nha. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến quý cô chú anh chị luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công nha. Và hôm nay em có đem về một khôi mai sù rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Được rồi, em xin review cho cô chú anh chị ạ. Mai sù trực lắc nha anh em. Cây rất đẹp anh em. Cái này đúng cái bài luôn anh em ơi. Cái này em mua của anh em dân chơi bonsai nha anh em. Cái này sù gần như 100% nha anh em. Sù dữ lắm, đẹp nha anh em. Để bao đẹp bao phê cho anh em nha. Anh em nhìn ở ngoài giống như cây khế gân vậy anh em. Anh em nhìn một cục lắc, một cục cành nha anh em. Chi 1 nè. Đó, chi 2 nè. Đó. Chi phong nha anh em. Đó, chi phong này đúng nha anh em. Như cái ngọn nha anh em. Em để thùng suối cho anh em so sánh nha anh em. Cây ngoài khủng đó nha anh em. Đó. Đây để đây anh em. Em để là cái thùng suối là ngang cái mai luôn nha anh em. Anh em hình dung nha. Bữa anh em là quay clip là thực tế luôn nha anh em. Cây rất đẹp anh em. Hàng hàng sưu tầm nha anh em. Cái này anh em nuôi thành phẩm rồi, cái này sắp đi chơi được luôn nha anh em. Cốt cành là đóng chuẩn lên anh em ơi. Nào giờ mới thấy một cây mai mà tự nhiên mà nó đóng dáng thế là chuẩn cái bài luôn nha anh em. Nó trực lắc nha anh em. Đây, mặt hậu anh em nhìn nè, mặt hậu đế đẹp quá tiền anh em. Đó, sù nè, anh em nè. Sù như 100% nha anh em. Chi là đúng chi anh em, chuẩn chi luôn nha anh em. Hàng này hàng sưu tầm nha anh em. Cây sạch sẽ không thẹo dít luôn nha anh em. Rồi em cho chinh lồng số lên em ơi. Chiều cao 75 nha anh em. Đường kính bầu là 85. Đường kính bầu 85. 85 nồi đế tương đương là 250 nha anh em, 250 nha. Nơi vị trí này là 67. Hoành chuẩn 67 nha anh em. Em đem đo áp cái đế cái cũ như đây tới đây nhiêu em. Ờ cho anh em hình dung đi. Cái này là 81. Đây, áp đế là hoành 81 nha anh em. Để sổ xuống nha em ơi. Đế sổ xuống là 29. Đế sổ xuống 29 nha nè, cung chi số 1 nè. Cung chi số 1 là 31. Cung chi số 1 31. Cung chi số 2 là 24. Cung chi số 2 24, em đo chi phong luôn đi em. Chi phong là 24. Chi bọc phong 24 luôn nha nè. Cây giót ngọn rất đẹp nha nè. Em mời mấy cái củ đế nè. Hàng sưu tầm nha nè, cây sạch sẽ không mang thẹo nha nè. Mấy cái này không gọi là thẹo anh em, mấy cái này là cốt cạnh nha anh em. Cốt số 1, cốt số 2 là cốt cạnh chứ không phải thẹo nha anh em. Để ngoài bao phê bao đẹp cho anh em nha anh em. Đúng hàng sưu tầm anh em ơi. Hàng cũng có 102 nha anh em. Anh em nhìn nè. Cái này nói chung là chơi được hai mặt tiền nha anh em. Em thì em thích mặt hậu hơn nha anh em. Đó, anh nhìn nhìn cái thân thủ mặt hậu nó đẹp lắm nha anh em. Không thua mặt tiền nha, cũng 90 với mặt tiền nha nè. Để hết sức đế, đế cho bá luôn nha nè. Để tay vô nè, đó, bự hơn cục đế, bự hơn cái tay người mẫu luôn nha nè. Đúng hàng sưu tầm anh em ơi. Cái này anh em về phối với cái chậu quýt nè, cây lên tiền lắm nha nè. Quá đẹp anh em ơi. Được rồi, cây mai sù mã số 3, cây mai sù trực lắc. Em xin mạn phép giấu giá nha anh em. Vì cũng còn nhiều anh em lái về xanh sữa rồi anh em. Anh em thông cảm nha em nha. Anh em có thiện chí thì alo với em qua số điện thoại là 0919755533. Em tên Út nha anh em. Và anh em kết bạn Zalo với em số điện thoại đó nha. Em gửi hình báo giá cụ thể cho anh em nha anh em. Giá cũng rất là dễ chơi nha anh em. Anh em mua là cây này cây chính chủ của em luôn nha anh em, không qua cọ lái nha. Anh em mua tại gốc của em thì giá rất là rẻ nha anh em. Dạ rồi, số điện thoại em có ghi bên góc phải màn hình nghe chú anh chị và số 0919755533. Em tên Út nha. Dạ rồi, cuối clip em xin chào cô quý cô chú anh chị ạ. Hẹn quý cô chú anh chị clip sau ạ. Dạ em xin chào ạ.